Kênh Khám phá và sáng tạo, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm video hướng dẫn các bạn tra dầu cho cái máy bắn ốc bằng khí nén nha các bạn. Đó, ở đây mình có hai chai dầu các bạn. Đây là hai cái chai nhỏ, mình sang ra từ chai lớn thôi chứ không gì các bạn. Mình dùng chai gì cũng được, tại hai cái chai này nó có cái vòi nhỏ nhỏ nè, mình dễ vô nè các bạn. Đây các bạn, tại sao lại hai chai nha? Là các bạn vô hai loại dầu lần, đây là dầu 10 đó, còn đây là dầu 40. Nhớ á, nhớ 40, nhớ cách cho anh xe máy mình, là vô xe máy mình á, nhớ 40. Còn đây nhớ 10 nha các bạn. Đây nhớ 10. Bạn có thể tới các cái đại lý bán dầu nhớt, dầu trơn đâu á, các bạn mua. Còn ở đây thì mình mua ngoài cây xăng các bạn. Mình đây nông thôn mua ngoài cây xăng á. Rồi về sang vô cái chai nào mà có vòi nhỏ nhỏ nha. Đó cho dễ vô nha các bạn. Rồi. Đây. Máy các bạn có cái bầu này không? Đó, nếu mà máy không có cái bầu này thì các bạn châm vô ngay cái đường hơi luôn bạn. Nhỏ khoảng chừng 7 tới 10 giọt dầu 10. Ở dưới này là dầu 10 nha các bạn. Đây, dầu 10 là nó để nó bôi trơn cho cái bộ phận quay như đây. Đó, còn cái lỗ này, đây nó có ghi chữ OI nè. Đó, các bạn mở cái con ốc lục giác này ra. Đó, cái này là mình quay một tay nên đã nới lỏng nha các bạn, chứ không có lỏng gì đâu. Dặn phải chặt nha. Đó, mình nói thủng trước rồi. Đây. Đây, đó. Đây là nó bôi trơn cho mặt đạn nè, búa nè, đó, ổ, nói chung là bôi vô ổ đỡ với búa, đó, là xài nhớt 40 nha bạn. Đây, mình châm luôn nè. Đây. Cũng cho vô 7 tới 10 giọt thôi bạn. Đừng cho nhiều. Cái này thì khoảng chừng 1 tháng các bạn châm một lần cũng được. Đó. Đừng cho nhiều, cho nhiều dư chứ không gì hết á. Rồi xong các bạn xiết lại, xiết chặt lại các bạn. Mình có một tay à, con tay kia mình quay rồi. Đó là để bôi trơn cho ổ đỡ và búa nha bạn. Thì mình xài nhớt 40 nha, thì nhớt 40, không xài nhớt 10. Nhớt 10 thì nó quá loãng, còn phần dưới này là nhất định phải xài nhớt 10 nha bạn. Đó, đây đây là mình mua cái súng tốp này, nó có một cái bầu này luôn. Cái bầu này mà khi mình bắn á thì nó sẽ tự động bôi trơn luôn. Còn không, nếu mà máy các bạn mua cái hãng khác không có cái bầu này á thì các bạn cứ 7 tới 10 ngày gì đó các bạn nhỏ vô khoảng chừng 7 tới 10 giọt gì đó. Đó, 7 tới 10 ngày nhỏ 7 tới 10 giọt. Rồi. Ở đây là khoảng 1 tháng các bạn vô 1 lần. Phần này ở chỗ búa thì 1 tháng 1 lần. Còn này 7 tới 10 ngày 1 lần. Còn này mình có cái bầu này mình rất là tiện, mình chỉ cần mở cái núm này ra, ra cho đầy cái bầu này, rồi khi mình bắn tự động nó bôi trơn các bạn. Đó. Đây. Đó. Cái này là mình bắn nó hụt dầu, bạn thấy không? Để mình lấy nét này. Đó, có nguyên một cái bọng hơi luôn. Giờ mình vô nè. Đó. Nói chung là vô cũng hơi khó các bạn. Rồi. Sắp đầy rồi. Đó. Còn tí xíu à. Chừa tí xíu lại đi. Không sao đâu. Đó. Vài bữa nữa hết mình lại tiếp tục vô nữa bạn. Rồi xiết. Xiết ốc lại. Đó. Đầy chặt lại, xiết ốc lại ha. Nên nó có miếng siêu bằng cao su. Đó. Không để xì ra. Rồi. Xiết lại, ở đây mình cũng xiết lại. Rồi, bạn chờ mình xíu, mình test cho bạn coi. Này, súng máy ốc của top nha. Súng này có một búa à bạn. Súng của mình mua có một búa à. Giờ mình không có cần xài nhiều, dùng súng một búa à. Rồi. Rồi, mình mới vừa lau chùi vệ sinh sạch sẽ các bạn, với lại gắn ống hơi vô, mình bắn thử cho bạn coi nha. Đây. Cái dầu nó ra đây nha, cái dầu này nè, nó đi vào đây, nó ra đây, nó ra đây hơi hơi à, hơi ít à, thì thỉnh thoảng có hơi dơ thì mình lấy vẽ mình chùi thôi các bạn. Đó. Đó. Chứ các bạn đừng thấy dầu ra đây thì các bạn tưởng bị xì phót xì nhớt gì nha, không có đâu. Mình bắn là dầu nó vô đây, vô trong cái bù hơi này, nó trở ra đây. Đó. Nó sẽ xì một ít, nên là có đồ bôi tự động như thế này nè, có cái bầu bôi tự động thì nó vô đều. Đó. Đẹp. Đó.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha. Nhớ là đây 10 và đây là 30 40 gì cũng được. Đó, nhớ nha bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Kênh mình là kênh Khám Phá Sáng Tạo nha các bạn.